Dạ vâng, em Toàn Cao Bằng xin trân trọng kính chào toàn thể các bác đang xem video. Hôm nay thì em lại cập bến một số mặt hàng lan rừng, muốn quay bán chia sẻ với các bác yêu phong lan. Ngày trước tiên em sẽ điểm qua những cái dòng lan của nhà em đang có, rồi lát em sẽ giới thiệu chi tiết từng mặt hàng sau các bác nhé. Em có hoàng lạp này, kiều tím miền Trung, kiếm lô hội hoa đỏ này, đại lan Huệ Đồng, hai vệ nữ, nhất điểm hồng, hoàng thảo vạch đỏ với lại hoàng nhạn, quế lan hương, quế trắng tháng 8, hàng xếp đẹp giá cả hợp lý. Có một số hình chỉ 200.000, 150.000 hàng xếp. Và phi điệp tím các bác nhé. Phi điệp tím hàng giò, mỗi giò chỉ có 100.000. Những cái hình quế xếp rất là đẹp, giá chỉ có 200.000. Lát em sẽ giới thiệu chi tiết từng hình, thứ tự cho các bác sau. Khi vào những giới thiệu những cái mặt hàng kg thì em sẽ cho các bác xem mặt hoa, một loạt mặt hoa của những cái mặt hàng của em đang có trước, rồi lát em sẽ giới thiệu chi tiết từng mặt hàng sau các bác nhé. Đầu tiên em cho các bác xem mặt hoa của kiều tím miền Trung, hay thường gọi là kiều hồng. Đây, mặt hoa rất là đẹp. Kiều tím miền Trung là loại kiều đẹp nhất trong những loại kiều các bác nhé. Có nhiều loại kiều nhưng mà màu tím là đẹp nhất. Tiếp theo là hoàng lạp này. Hoàng lạp thì hoa không phải nói đâu, hoa cực kỳ đẹp. Dòng này hoa cực kỳ nổi luôn các bác nhé, giá cả hợp lý. Tiếp theo là hoàng thảo vạch đỏ này. Tiếp theo là quế lan hương, quế trắng tháng 8. Cái dòng này là dòng lan hoa thơm nhất các bác. Nó là quế lan hương mà, nên là dòng này hoa cực kỳ thơm. Thơm như nước hoa luôn. Tiếp theo đại lan Huệ Đồng. Tiếp theo là phi điệp tím này. Phi điệp tím cũng rất thơm các bác nhé. Tiếp theo hài vệ nữ này. Hài vệ nữ thì hoa nó rất là bền. Tiếp theo em cho các bác xem mặt hoa của kiếm đỏ các bác nhé. Này, kiếm đỏ này. Giá cả bình dân với lại hoa của nó rất là nổi lực rỡ luôn các bác ạ. Rồi bây giờ em sẽ giới thiệu từng mặt hàng cho các bác luôn. Đầu tiên em có kiếm nội hoa đỏ này. Hàng dân vừa lấy về cho. Tươi rồi rõi luôn các bác ạ. Tươi xanh mướt mượt mượt luôn. Này, cây đang ra rễ này. Hoa thì cũng rất là đẹp và giá cả bình dân. Em bán chỉ có 50.000 đồng một cân. Tiếp theo đại lan. Đại lan là một giống lan to nhất Việt Nam. Đây, cây như là cây sai tầm trung luôn đấy các bác ạ. Cây to nhất nó lên gần chục cân. Em bán là 50.000 đồng một cân. Tiếp theo hài vệ nữ đây. Hài vệ nữ thì em cũng bán 50.000. Giá cả quá rẻ đúng không ạ? Một cân các bác đi ghép thoải mái. Đây, dề này. Dề này chắc hơn cân. 50.000 đồng một cân các bác nhé. Tiếp theo là kiều tím miền Trung, hay thường gọi là kiều hồng. Cái dòng này thì giá cả nó khá cao. Nó là dòng lan đẹp đáng để sưu tầm. Hàng thì rất là đẹp các bác ạ. Này, hàng cỡ đợt này thì mua một cân thì trồng được rất là nhiều này. Cây nó rất là đẹp. Em bán 380.000 đồng một cân. Nếu mà các bác lấy nhiều, lấy mấy cân thì em sẽ giảm cho nhé. Còn bán lẻ tẻ là dưới một cân, một cân dưới là em bán là 380.000 đồng một cân. Này, hàng rất là đẹp này. Đẹp quá các bác. Em các bác lấy đi trồng làm giống thì các bác lấy tầm cỡ này là vừa, chứ lấy hàng dề thì nó nặng cân. 380.000 các bác nhé. Tiếp theo hoàng lạp này. Hoàng lạp thì em không có nhiều, độ khoảng chục cân đổi lại thôi. Này, hàng bây giờ rất là khan hiếm các bác nhé. Hàng rất là đẹp. Mùa này là mùa ghép của hoàng lạp đang lên mầm gốc này. Đây các bác ạ. Ghép mùa này là hợp lý nhất. Em bán là 180.000 một cân. Hàng cực kỳ đẹp các bác ạ. Lô hàng này em thấy rất là ưng ý. Cây nó hàng vừa vừa. Em bán xô không chọn các bác nhé. Là 180.000 đồng một cân. Tuy nhiên em thấy lô hàng hôm nay rất là đẹp. Giá cả bây giờ tầm này cũng hợp lý thôi. Vì hàng bây giờ nó khan hiếm. Cái dòng hoàng lạp này bây giờ không có. Các bác xem tất cả các shop bây giờ cũng chả thấy có hoàng lạp đâu. Tiếp theo hoàng thảo vạch đỏ cũng 180.000. Dòng này cực kỳ dễ trồng các bác nhé. Hoa thì
cũng rất là đẹp. Nãy em cho các bác xem mặt hoa này, hàng rất là đẹp, hàng dề này, 180.000 đồng một cân. Tiếp theo là nhất điểm hồng. Nhất điểm hồng này, này bây giờ đang mùa ghép các nhá, em bán là 120.000 đồng một cân cho nhất điểm hồng. Tiếp theo thì em sẽ đến với những các hình lan em đã ghi giá cụ thể. Đầu tiên là có kiếm, có hai cái dề kiếm khủng này, hình số 1-200.000. Dề này rất là đẹp các bác nhá, độ khoảng 4 cân, 200.000 cho hình số 1. Tiếp theo hình số 2 này, cũng 200.000. Dề này cũng khoảng 4 cân, cái dề này nó dày lá đẹp này, 200.000. Tiếp theo phi điệp tím này, em giá bán siêu rẻ luôn, bán giá bình dân, chỉ có 100.000 cho hình số 3, phi điệp tím, rất là nhiều ngọn. Riêng cái chậu với lại cái móc giá thể là đi vào 20 rồi các bác ạ. Mà em bán có 100.000 là quá thể thôi các bác nhé. Này, giá như này là vừa bán vừa biếu rồi đấy các bác. Tiếp theo hình số 4 có 100.000 này, rất là nhiều ngọn. Đến hình số 7 luôn, không có hình số 5, số 6 em ghi nhầm. Hình số 7 100.000. 1, 2, 3, 4 ngọn. Tiếp theo hình số 8 này, cũng 100.000 này. 1, 2, 3, 4 ngọn này. Tiếp theo hình số 9 này, cũng 100.000. Tiếp theo hình số 10, 150. Vì cái hình này nó lá mít. Các bác đây. Lá mít to, lá to, lá mít các bác nhé. Hình số 100, à hình số 10 là 150. Tiếp theo hình số 11 này, 140, cũng lá mít này, tròn trịa luôn này. Hình số 11 là 140. Tiếp theo hình số 12 này, 100. Lá mít con các bác ạ này. Hình số 12 100. Tiếp theo hình số 13 này, cũng 100. 1 2 3 4. Này hình số 13 là 100.000. Tiếp theo hình số 14 này, cũng 100.000. Này hình này rất là nhiều ngọn các bác nhá. 100.000 có thể các bác lấy em ship từ hai chậu nhá. Hình số 14 là 100.000. Ship một chậu cũng được nhưng mà cước bây giờ đằng nào cũng lấy thì các bác lấy cho bó công. Đằng nào cũng tốn tiền cước mà. Tiếp theo hình số 15 này, 100.000. Tiếp theo hình số 16 này là cũng 100.000. Đấy. Có thể các bác. Tiếp theo thì em sẽ đến với những cái hình quế xếp và hoàng nhạn. Đầu tiên hoàng nhạn các bác nhá. Hoàng nhạn thì em bán giá siêu rẻ luôn, hình số 17 200.000. Cái dòng hoàng nhạn là một dòng lan đẳng cấp rồi. Được giới chơi lan công nhận là một dòng lan đẹp, hoa thơm, đáng để chơi. Hoa dòng này thơm nhất các bác ạ. Dòng này xong là mới đến quế lan hương. Cây rất là to các bác nhá, mấy cái nhạn to đẹp quá. Tuy là cây lướt nhưng mà rất là to. 1 2 3 6 cây, có 3 cây rất là to. Hình số 17 em bán 200. Tiếp theo hình số 18 là 200. Này, em đếm cho các bác bao nhiêu cây này. 1 2 3 4 5 6 7 8 cây. Này, 8 cây này em bán chỉ có 100.000 cho hình số 18. Tiếp theo hình số 19 này. 1 2 3 4 5 6 7 8 cây. Cũng chỉ có 200.000, tính ra mỗi cây 25.000. Hoàng nhạn giá đấy là quá rẻ các bác nhá. Theo hình số 20 này, 200.000. Này, cũng có 8 cây, 1 2 3 4 này. 5 6 7 8. Hình số 20 là 200.000. Tiếp theo hình số 21 là quế lan hương quế trăng tháng 8. Này, có 150.000 cho hình số 21. Đây, cây xếp rụt đẹp. 1, 2, 3, 4, 5 cây các bác nhá. 5 cây xếp rụt rịt đẹp. Đi các bác ghép được 2 chậu. Mùa này là mùa ghép giáng hương các bác nhá. Hình số 21, 150.000. Quế lan hương ra đấy quá rẻ các bác nhá. Tiếp theo hình số 22, 200.000. 200.000 thêm ít phí ship nữa là các bác. Đi ghép thoải mái. Cây xếp rụt lá to đẹp này. Cây xếp như này giá đấy quá rẻ rồi các bác nhá. Các bác xem những cái kênh khác và biết giá đấy là
Chúng em bán giá như này là quá là rẻ đấy. 1, 2, 3, 4, 5 cây. Hình số 22 này, 200 nghìn. Tiếp theo hình số 23 này, có 3 cây xếp đẹp 220 nghìn. Đây, cây to, xếp to đẹp các bác nhé. Đây, đây, mà lá rất là to này. Giá đây quá rẻ rồi. 3 cây, cây bé em không tính. 3 cây xếp to đẹp em bán 220 nghìn. Tiếp theo hình số 24, nguyên một dề, một mẹ, một con. Cái hàng dề này thì các bác đi ghép thẳng đứng này, hơi nghiêng nghiêng tí. Đây, ghép vào cái chậu là nhìn mới đẹp được, chứ bây giờ để này nhìn nó không đẹp. Đây, ghép vào chậu. Hình số 24 là 200 nghìn. Tiếp theo hình 25 lại xếp rụt này, 280 nghìn. Đây, đẹp chưa các bác? Được cái này là một mẹ một con này, xếp tụt lá to. Đây, cái này thì ngọn chính của nó bị gấy nhưng mà nó lên hai ngọn con bên cạnh. Quế là nó thường nó thế các bác ạ. Tuy nhiên là nhìn nó cũng rất là đẹp. Đi các bác ghép là một chậu mình để đứng lên. Đấy, kiểu đấy. Để thẳng đứng lên kiểu này nhìn sẽ rất là đẹp. Hình số 25, 280 nghìn. Tiếp theo hình 26, 500 nghìn này là một cái cúc nguyên bản, một mẹ, ba con. Đi các bác, này, một mẹ, ba con này. Đi các bác chồng mình để thẳng đứng lên như này vào chậu. Vào chậu thì nó mới đẹp được. Em thấy dề này rất là đẹp đấy các bác ạ. Ngoài được một cái cây đời này nữa. Đi các bác ghép vào một chậu luôn. Đấy. Đẹp quá. Quế ra đây là bình thường các bác nhé. 500 nghìn quá thể rồi. Cho hình 26. Tiếp theo hình 27 này. Qua hình này cây xếp to mà rẻ quá, 200 nghìn bạc. Có 5 cây xếp các bác ạ. Xếp rụt. Xếp rụt bản lá to. Đây. 5 cây các bác nhé. 5 ngọn này. 5 ngọn giá đây quá rẻ này, rẻ quá. 200.000 cho hình 27 này. Tiếp theo hình 28, qua hình này càng đẹp các bác ơi. Này. Xếp rụt rịt, bản lá ngắn to, có 200.000 bạc. Hình 28. 1 2 3 4 5 ngọn các bác nhá. Này. Rẻ quá, thôi quay nhanh nhanh tí. Tiếp theo hình 29 này. 220.000. Này, hình này cũng rất là đẹp. Rất đẹp mà rất rẻ các bác nhé, cây xếp đẹp miên man. Wow, và cây này, ba cây các bác nhé, là một chậu quá đẹp tuyệt vời. Này, xếp rụt rịt luôn, bản lá đẹp, to đẹp. Quá rẻ, 220.000, 29. Tiếp theo hình số 30 là 200.000. Hình 30 rất là nhiều ngọn này. Đấy, 1, 2, 3, 4, xếp rụt này. 5, 6, 7. Bảy ngọn quế, 200.000 quá thể. Tiếp theo hình số 20 đi. Hình bao nhiêu nhỉ? À, hình 31 rồi chứ, hình kia 30. Hình 31, 200.000. Đây, cây lướt cũng có vẻ đẹp của cây lướt. Đi các bác trồng thê thác đổ này. Đẹp lắm các bác nhá. Hai dề luôn. Hai dề, 200.000. Quá rẻ rồi, rẻ quá các bác ơi. Hình 31, 200.000. Tiếp theo hình số 32 này. Hình này thì được cái bản lá to. Bản lá to với lại đi các bác trồng để thế là nghiêng nghiêng này. Em đo cho các bác xem nhé. Lá to nhất nó được bao nhiêu. Đây. Đây các bác. Đây các bác nhé. Lá to nhất nó được 4 cm. 2 dề. Hình em bán 500 các bác nhá. Đây, một dề một mẹ một con này, với lại một dề bản lá to. Đi các bác trồng để thế đấy. Tác đổ này sẽ rất là đẹp. Hình số 32 là 500.000 này. Tiếp theo hình số 33 này. 350.000. Đây các bác ơi, một cây xếp đủ địt. Năm trước là nó bị gãy cái ngọn chính, bây giờ nó lên hai ngọn mới. Nhìn nó có thế song long, nó đẹp hơn đấy các bác ạ. Hai ngọn nó lên so le nhau. Đây. Đây là đi các bác trồng một chậu làm tác phẩm đẹp này. Bản lá cũng khá to các bác nhé. Đây. Đây các bác, bản lá nó
3 chen rưỡi, 3 chen rưỡi, 4 chen. Hình số 33 là 350.000. Xếp đẹp. Tiếp theo số 34 này, 200.000, hai cây to. Hai cây lướt nhưng mà cây to. Cái dòng này là dòng trưởng thành ra hoa này, ngồng hoa nhiều chưa? 200.000, hình số 34. Tiếp theo hình số 35, em thấy hình này đẹp. Cái này lên chậu là nó mới đẹp được. Đây, có 4 ngọn. Mấy cây to, hai cây ngọn to. Này lên chậu là sẽ rất là đẹp các bác ạ. 1 2 3 4 1 dề. Dề này đẹp nhất đây các bác ạ. Nhìn ở ngoài là dề này ok nhất. Xếp đột lịt. Tuy nhiên cái này nó cây mẹ nó xuống lá nhiều, nó dài nhưng mà nó quế mà nó thường thế. Như các bác vào chậu là mình để thẳng đứng lên là nó sẽ đẹp ngay. Thẳng đứng kiểu đấy. Cái gì này trồng chơi là quá thích. Hình 35 em bán 400.000 các bác nhé.